Bé Lisa nhà Khánh Thi nằm lồng ấp lúc chào đời, nay 3 tháng tuổi tròn 7kg, rõ nét xinh xắn. Bé Lisa nhà Khánh Thi này càng bụ bẩm đáng yêu, được bố mẹ thường xuyên cho lên sóng. Thời gian qua, gia đình Khánh Thi phân hiển được nhiều người quan tâm sau khi đón con gái thứ ba. Cô bé được bố mẹ đặt tên là Thùy Linh, tên thân mật là Lisa. Thời điểm mới chào đời, Lisa chỉ nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. Nhóc Tỳ được bố mẹ chăm bẩm kỹ càng bằng sữa mẹ kết hợp với sữa công thức. Mới đây, Khánh Thi vui mừng cho biết con gái Lisa đã tròn 7kg. Cụ thể, nữ hoàng kiện tướng Dan Spock chia sẻ, hôm nay con tròn 7kg mà hơn 3 tháng tuổi rồi. Kèm theo đó là hình ảnh bé Lisa cười mỉm trông vô cùng đáng yêu. Bé Lisa đạt cân nặng 7kg khi hơn 3 tháng tuổi. Có thể thấy so với hình ảnh mới chào đời, thân hình con gái Khánh Thi lớn nhanh trông thấy trong bộ ảnh chụp hôm đầy tháng, Lisa trong bé xíu, nằm gọn trong vòng tay bố mẹ. Giờ đây khi hơn 3 tháng tuổi, bé Lisa trong bù bẩm, cứng cáp hơn hẳn. Nhìn nhóc tì ngày càng đáng yêu, nhiều người phải tấm tắc khen bố mẹ nuôi con quá khéo. Lúc mới chào đời, Lisa chỉ nặng hơn 2kg, nằm gọn trong lòng bố mẹ. Chỉ sau 3 tháng, cô bé lớn nhanh trông thấy, ngoại hình bù bẩm của con gái Khánh Thi đốn tim người xem. Bên cạnh đó, ái nữ thứ ba của vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển sở hữu vẻ ngoài thanh tú với đường nét gương mặt ngày càng rõ nét. Lisa có đôi mắt to tròn, mũi thon gọn, mái đầu nhiều tóc và má phúng phính. Cô bé còn đốn tim người xem bằng loạt biểu cảm đáng yêu. Nhiều người suýt xoa vì nhóc tỳ xinh như thiên thần, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Khi nhìn ngắm con gái, Phan Hiển trêu bà xã Khánh Thi là đẻ thuê cho mình vì Lisa cũng giống anh Kubi và chị Anna trông như bản sao của bố. Phan Hiển nhận xét, Lisa giống hệt cô lúc sơ sinh. Riêng Khánh Thi, cô nói không buồn khi bị treo vì con quá giống bố và bên nội. Cô dí dẫm cho biết, tại sao lại phải buồn khi con giống người đàn ông mình yêu, bé Lisa bụ bẩm trông vô cùng đáng yêu. Ngoại hình nhóc tề được khen ngày càng trộn nét giống bố Phan Hiển. Nữ hoàng kiện tướng Dan Spock thừa nhận bé Lisa giống hệt bản sao của ông xã. Khánh Thi tiết lộ tâm trạng sau sinh, vực dậy tinh thần vì điều này gia đình khánh thi phan hiển cùng ba nhóc tỳ vừa thực hiện bộ ảnh đón giáng sinh ngập tràn tiếng cười trên trang cá nhân khánh thi đăng tải bộ ảnh đón giáng sinh ấm áp bên gia đình giáng sinh năm nay gia đình cô đón thêm niềm vui mới với sự góp mặt của nhóc tỳ thứ ba gia đình kiện tướng đen sport lên đồ rực rỡ ai nấy đều hào hứng trong mùa giáng sinh ấm áp an lành khánh thi và nhóc tỳ thứ ba bà xã phan hiển viết nghĩ hoài không ra được chữ gì tóm gọn lại vì có được anh phan hiển lấy làm vợ sinh được bi nasa kubi Lisa năm nào giáng sinh cũng được bạn thân chụp dù đang buồn cũng được vượt lại rất nhanh nhờ gia đình và hạnh phúc nhiều hơn sau bao năm còng lưng làm việc sau những tấm hình hạnh phúc này là cả thanh xuân vất vả và cống hiến cảm ơn vì tất cả thời gian này điều mong muốn nhất là tất cả mọi người trong gia đình luôn có sức khỏe bình an cảm ơn những người bạn người thầy người đồng đội phụ huynh và học sinh luôn bên cạnh và tỏa năng lượng tích cực cho nhau Giáng sinh năm nay gia đình cô đón thêm nhiều niềm vui mới với sự góp mặt của nhóc tỳ thứ ba. Dù nhỏ hơn Khánh Thi đến 12 tuổi, ông bố trẻ Phan Hiển vẫn luôn đảm đen, phụ vợ chăm lo cho các con rất chu đáo. Đông đảo khán giả gửi lời chúc Giáng sinh an lành tới gia đình Khánh Thi, Phan Hiển như Gia đình hạnh phúc, ngưỡng mộ Khánh Thi, Phan Hiển. Ba nhóc tỳ nhìn yêu ghê, cả nhà rực rỡ sắc màu, gặp nhiều may mắn nha. Chúc gia đình bạn có một Giáng sinh an lành, ấm áp đã là ông bố, bà mẹ, ba con rồi mà trẻ đẹp quá cơ, Khánh Thy Phan Hiển ơi. Trước nhiều sóng gió, vợ chồng Khánh Thy Phan Hiển đã cùng nắm tay vượt qua để có thể đến được với nhau và xây dựng một mái ấm gia đình như hiện tại. Vậy nên cả hai vợ chồng rất trân trọng từng khoảnh khắc quý giá này. Gia đình Khánh Thy Phan Hiển cùng ba nhóc tỳ vừa thực hiện bộ ảnh đón giáng sinh ngập tràn tiếng cười, dù nhỏ hơn Khánh Thy đến 12 tuổi. Ông bố trẻ Phan Hiển vẫn luôn đảm đang, phụ vợ chăm lo cho các con rất chu đáo. Anh thường dành thời gian tâm sự cùng các con trong những lúc Khánh Thi bận đi làm hay đi diễn.